Vũ khí để phòng thân, săn bắn hay giải trí. Các tính năng kỹ thuật và đặc điểm cấu trúc. Chọn vũ khí thế nào và dùng ra sao? Đánh giá tổng quan về thị trường vũ khí dân sự của Nga. Các thử nghiệm độc đáo, sự thực thú vị và yếu tố pháp lý. Tất cả kiến thức về thao tác vũ khí an toàn và văn hóa sử dụng vũ khí đều có trong chương trình của chúng ta. Một tình huống tưởng chừng như đơn giản cũng có thể trở thành một cuộc ẩu đả nghiêm trọng nếu như một trong các bên sử dụng dao. Cần phải làm gì nếu bạn bị tấn công bằng vũ khí lạnh? Và dao có thực sự nguy hiểm trong những tình huống cận chiến? Phong cách nguy hiểm, liệu có thể biến trang phục của mình thành một loại vũ khí tự vệ? Tôi sẽ bỏ chạy và kêu lên, cứu tôi với. Vâng. Điểm khác nhau giữa dao làm bếp thông thường với vũ khí lạnh của các lực lượng đặc nhiệm. Cần phải hành động như thế nào nếu như bạn bị tấn công bằng vũ khí lạnh? Nhiệm vụ tối thiểu là phải bằng cách nào đó bảo vệ được bản thân mình. Những kỹ năng tự vệ từ các chuyên gia sử dụng dao trong chiến đấu. Câu lạc bộ bắn súng ở Biếc, tổ hợp bắn súng trong nhà lớn nhất thế giới với diện tích 12.000 m², 6 khu vực bắn súng ứng dụng với rất nhiều chủng loại và mẫu mã vũ khí khác nhau, cho phép thực hiện các bài bắn súng trong hành tiến, bắn khi xoay người 180 độ. Chính tại đây, hôm nay chúng tôi sẽ nói về kỹ năng tự vệ tay không. Phần lớn người Nga thường xem nhẹ việc mang theo mình các loại vũ khí tự vệ hợp pháp. Tuy nhiên, một người không vũ trang liệu có thể bảo vệ mình trước những đối tượng nguy hiểm? Anh Sergei Fedosenko sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc này. Sergei Fedosenko, chủ tịch hiệp hội Free Knife, nhà vô địch thế giới môn phi đao, chuyên gia huấn luyện võ tay không, có thể biến một chiếc ô bình thường thành vũ khí tự vệ. Nếu bạn không mang theo mình bình xịt hơi cay, súng phóng điện hay các loại vũ khí sát thương giới hạn, điều đó không có nghĩa là bạn không có gì để bảo vệ bản thân mình trong những tình huống nguy hiểm. Trang phục của bạn hoàn toàn có thể trở thành một công cụ tự vệ hiệu quả, chỉ cần biết cách sử dụng chúng. Dây lưng là một công cụ tự vệ của tôi. Dĩ nhiên rồi, bây giờ hãy đóng vai một kẻ xấu cầm dao trong tay và tôi sẽ minh họa cho anh hiểu. Và cũng có tình huống như thế này, một người bị kích động, hoặc say rượu, hoặc là một tên nghiện chẳng hạn, nó muốn cướp tiền của anh để mua thuốc, tôi sẽ cố gắng tháo dây lưng thật nhanh, nghĩa là tôi cần phải mở nó ra, chạy xa ra và kêu lên cứu tôi với, dừng lại, tôi đã tháo dây lưng ra, một đầu của nó buông thõng xuống dưới, rồi đánh mạnh cổ tay vào dây lưng để nó quấn chặt vào tay như thế này. Cố gắng thực hiện làm sao cho phần trên của nó nắm vào mặt trong của bàn tay và mặt kim loại của dây lưng hướng ra bên ngoài, như anh đang thấy đấy. Và tôi có thể sử dụng nó như một dụng cụ để tấn công, nghĩa là bây giờ tôi có thể nắm gọn nó trong tay và bắt đầu đánh vào tay anh. Nghĩa là lúc này tôi đang giữ dây lưng trong tay, nhưng một đầu của nó được cuốn vào nhau chứ không phải buộc chặt. Anh hãy tóm lấy dây lưng, chẳng hạn như vậy, anh đã tóm được nó. Và lúc này, tôi hiểu rằng, nó đã trở nên vô dụng. Tôi có thể buông nó ra một cách dễ dàng, và xong, thứ vũ khí này đã không còn. Và tôi có thể chuyển sang đánh anh bằng tay không? Để tôi thử nhé, tất nhiên rồi, không phải mặt đấy. Gần bàn tay hơn một chút nữa để đầu dây lưng có thể cuốn vào. Đây là một kỹ thuật khá phức tạp đối với tôi. Trong hiến pháp của Liên bang Nga có nêu rõ, quyền phòng vệ chính đáng của công dân. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ đâu là giới hạn của hành vi tự vệ. Nghĩa là, nếu anh gây thương tích nghiêm trọng cho một người, chỉ vì họ mới đe dọa anh bằng lời nói, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng, cho dù là một chiếc dây lưng thông thường để làm vũ khí, cần phải hiểu rõ đâu là hành vi tự vệ và đâu là hành vi tấn công người khác. Không chỉ đối với dây lưng mà đối với giày cũng thế. Nghĩa là khi một người cầm dao lao vào anh, nếu chỉ dùng tay không, rõ ràng anh không thể bảo vệ mình khỏi con dao đó. Lúc đó hãy cố gắng tháo giày của mình ra. Chẳng hạn, tôi đang cầm một con dao, và chiếc dây này chính là thứ mà anh cần dùng để đánh vào con dao đó, và cố gắng làm văng nó ra khỏi tay kẻ xấu. Chiếc dây có thể là loại, chẳng hạn như anh đang đi ở đây, một loại rất đẹp, thời trang. Loại dây có thể tháo ra dễ dàng chỉ bằng một thao tác. Vâng, đúng rồi, xong, và ngay lập tức giơ nó lên.
Nhưng tôi nghi ngờ cái cầm của anh. Đưa cho tôi nào, cầm nó như thế này. Như vậy anh bắt đầu đánh chúng. Đây, chẳng hạn như anh đang cầm con dao trong tay. Hãy làm thử xem nào. Nói chung là tôi tháo nó ra, đưa lên và cầm như thế này. Hãy đánh vào ngón tay cái của kẻ xấu. Nếu đánh vào đây, đánh liên tiếp, đánh bằng cành của nó, dùng chân đá vào háng của hắn. Trong tay anh bây giờ đang có một vật mà anh có thể sử dụng để đối phó với con dao. Rõ ràng là hơn hẳn việc sử dụng những ngón tay. Dùng tay không để đối phó với con dao. Như vậy rõ ràng là ngay từ đầu anh đã gây bất lợi cho mình. Khả năng cao khó tránh khỏi bị thương và thậm chí còn mất mạng. Nghĩa là anh đang đánh cược với mạng sống của mình. Cho nên phương án hoàn hảo là cầm cái gì đó lên. Nhìn đây này, lúc này anh đang tháo giày ra và đánh chúng. Đã hành động xong và thực hiện tốt. Đó gọi là kỹ thuật mà anh đã sử dụng. Đó là cơ hội để nâng cao cơ hội sống sót của bản thân. Không chỉ một chiếc giày hoặc dây lưng thuận tiện mới có thể cứu mạng sống của các bạn. Ngay cả một chiếc đồng hồ đeo tay cũng có thể sử dụng để ném vào kẻ tấn công, làm hắn mất tập trung, giành lấy vài dây đồng hồ quý giá để có thể chạy trốn. Còn nếu như không có chỗ nào để chạy, thì chẳng hạn một chiếc ba lô cũng có thể hữu ích cho việc tự vệ. Trước hết là có thể dùng nó để che chắn khỏi thứ gì đó, như một cái phiên. Có nghĩa là chúng ta có thể cầm nó để đỡ dao chẳng hạn, hoặc là một khẩu súng ngắn. Dù sao thì có nó vẫn tốt hơn là không có gì. Có thể cầm nó như thế này và lao về phía trước. Lúc này có thể bắt đầu bằng cách nào đó phản đòn. Hơn nữa, chẳng hạn như chiếc ba lô trong tay một cô gái, khi cô ta cầm lấy nó và quay một vòng như thế này và vụt đánh vào đây với toàn bộ sức quay của mình. Chẳng hạn ở đây cũng có thể hành động như thế này, chỉ cần ném và đồng thời đá vào háng của hắn. Thêm một vấn đề nữa, đó là trạng thái của đôi tay. Chẳng hạn tôi đang đi, đút tay vào túi quần, lúc này xuất hiện một mối đe dọa nào đó. Vâng, và anh hốt hoảng và không thể tự vệ. Vâng, xong, anh không kịp phản ứng. Mặt khác, khi anh nhìn thấy một điều bất thường, tư thế đứng là gì? Tư thế đứng là tư thế tại một thời điểm nào đó để chuẩn bị ra đòn tấn công. Nhưng anh rõ ràng không thể lúc nào cũng di chuyển với tư thế như vậy. Ở đây anh có thể dễ dàng dùng một tay để giữ ba lô, rất thoải mái. Tay còn lại buông ở vị trí này. Như thế, phần hạ bộ của chúng ta cũng được bảo hộ. Như thế, anh có thể đưa một tay về phía trước để ngăn chặn hành động tấn công của kẻ xấu. Tay còn lại có thể cho vào túi để lấy công cụ hỗ trợ của mình ra. Nó có thể là một bình xịt hơi cay hoặc súng sát thương. Hoặc là một thứ gì đó, nghĩa là tay này nên để phía dưới. Nói chung để tự vệ thì không hẳn chỉ là sử dụng công cụ, mà chúng ta cần thiết lập cả một hệ thống. Không nên ra ngoài vào đêm muộn, phải xác định tư thế di chuyển, vị trí đặt tay có thể sẵn sàng phòng thủ và che chắn cho cơ thể, chẳng hạn như, và sẵn sàng tấn công, có thể là thế. Như vậy, trong những tình huống nguy hiểm, mạng sống của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào trang phục mà chúng ta mang mặc. Cho nên có lẽ là cần phải quan tâm hơn nữa đến việc lựa chọn trang phục cho mình. Từ thô sơ đến hiện đại, nguyên lý hoạt động và uy lực, kỹ năng sử dụng và nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đường Ngắm Chuẩn. 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm các công cụ tự vệ cầm tay khác nhau tại câu lạc bộ bắn súng Objek. Phương án hoàn hảo là cầm thứ gì đó lên, miễn là có gì đó trong tay. Loại dao nào có khả năng xuyên thấu mạnh nhất, vũ khí lạnh của đặc nhiệm. Đây, nó là một con dao lưỡi lê cỡ lớn này. Nó có kết cấu có thể gắn vào nòng súng. Hay là loại làm bếp thông thường, dùng để thái rau. Tôi đã luôn sẵn sàng cho điều đó. Liệu chúng có thể đâm xuyên thủng áo chống đạn không? Thậm chí đạn cũng không xuyên thủng được nó. Đấu dao, làm cách nào để những kỹ năng sở hữu vũ khí lạnh thể thao có thể cứu sống bạn khi bị tấn công trên đường phố? Nếu bạn bị tấn công bằng dao, lựa chọn tốt nhất ở đó là bỏ chạy. Vũ khí từ xa, sức mạnh hủy diệt của dao Brazil chỉ cần một nhát đứt lìa thành hai nửa. Và cả những kỹ năng để tự vệ trước đòn tấn công bằng vệ bóng chày. Nghĩa là bụp, chỗ này này, tôi đấm vào đây.
Trước mặt chúng tôi là cả một kho dao, và theo luật thì phần lớn chúng ở đây đều không nằm trong danh mục vũ khí lạnh. Tuy nhiên, bất cứ cây nào trong số chúng, thậm chí là một chiếc dao làm bếp bình thường, cũng có thể rơi vào tay của bọn tội phạm. Dao được chia làm ba loại: vũ khí lạnh quân sự, vũ khí lạnh dân dụng và các loại dao không thuộc vũ khí lạnh. Nghĩa là các loại dao không mang đặc điểm tương ứng với các tiêu chuẩn quốc gia quy định về vũ khí lạnh. Các loại dao này không cần giấy phép sở hữu. Bất cứ người Nga nào cũng có thể mua chúng, thậm chí là chưa đủ 18 tuổi. Một số loại dao chúng ta có thể dễ dàng mua được trong các cửa hàng, với giá của chúng cũng không đáng kể. Còn một số loại khác, để mua được, cần phải có giấy phép, chứng nhận và vô số các loại giấy tờ khác. Chúng ta hãy nói về loại dao lưỡi lê nhé. Đây, đó là một con dao lưỡi lê cỡ lớn, nó có kết cấu có thể gắn vào nòng súng. Theo tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga, thì dao được coi là vũ khí trong trường hợp cán của nó có bộ phận bảo vệ tay khi thực hiện thao tác đâm, nghĩa là để bàn tay không bị trượt lên lưỡi dao. Những loại dao thông thường và vũ khí lạnh với giấy phép. Nhìn theo góc độ luật pháp thì sự khác biệt giữa chúng là rất lớn. Thế còn khả năng xuyên thủng thì sao? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời bằng một cuộc thử nghiệm. Vâng, hãy thử dùng dao để đâm thủng khối thạch đạn đạo này nào. Cùng đâm nó và xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã hình dung được rồi. Đúng như dự đoán, con dao dễ dàng xuyên thấu khối thạch đạn đạo. Và bây giờ, chúng ta sẽ lấy một con dao, loại không phải là vũ khí, để xem sự khác biệt giữa nó và dao quân sự. Ở đây, cán của nó có một gờ mặc dù rất bé, phần nhô ra để bảo vệ tay. Tuy nhiên, bề dày của lưỡi dao không quá 2,4mm, nghĩa là lưỡi dao được cho là quá mỏng. Thực ra mà nói, lưỡi dao mỏng thì khả năng xuyên thấu của nó thậm chí còn lớn hơn so với loại dày. Bây giờ chúng tôi sẽ giảm lực đâm, giảm một nửa, tôi sẽ đâm rất nhẹ xem sao. Theo hiểu biết của tôi, khối thạch đạn đạo rõ ràng, sức cản mà nó mang lại cho con dao là không lớn. Thế nhưng, tôi không nghĩ nó lại bị xuyên thủng dễ dàng như thế. Rất dễ, tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Thế nhưng mức độ dễ dàng ở đây vẫn làm tôi kinh ngạc. Hãy cùng xem con dao không thuộc danh mục vũ khí lạnh này sẽ đối phó với áo giáp chống đạn như thế nào. Vải Kevlar, hay còn gọi là sợi tổng hợp para-aramid, là một loại vải công nghiệp nhiều lớp, sợi của nó có độ bền cao hơn thép gấp nhiều lần. Các áo giáp loại 1 thường sử dụng vải Kevlar này với độ dày đủ để chịu được đạn bắn từ súng ngắn Makarov. Anh đâm thủng cả áo chống đạn cơ à? Còn tùy vào từng trường hợp. Áo giáp có loại gồm các tấm giáp và loại vải Kevlar. Kevlar là một loại sợi tổng hợp có khả năng chịu được những vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, với con dao nhọn như thế này, việc đâm thủng nó lại không quá phức tạp. Ở đây chúng ta không đâm sâu được như đạn, nhưng không nên so sánh. Chúng ta có thể gặp phải những tình huống tương tự, tức là kẻ xấu sử dụng dao thường, không phải vũ khí lạnh để uy hiếp chúng ta. Và để biết mình cần phải hành động như thế nào trong những tình huống như vậy, chúng tôi đã mời tới đây Dmitry Zademovsky. Dmitry Zademovsky là huấn luyện viên vũ khí cận chiến, chủ tịch câu lạc bộ đấu dao Potok. Dmitry sẽ giải thích và chỉ rõ cho chúng ta về những hành động mà một kẻ xấu cầm dao có thể thực hiện. Cũng như cách mà chúng ta cần phải di chuyển, cần phải phản ứng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có những kiểu tấn công nhất định, những kiểu tấn công thường gặp nhất trên đường phố, những tình huống cơ bản hay xảy ra nhất. Chúng tấn công thẳng trực diện, đâm từ dưới lên hoặc từ trên xuống, nghĩa là khoảng 90% trường hợp. Chúng thường đâm như thế này, nghĩa là nhiệm vụ đặt ra là, trên thực tế, ít nhất là phải bằng biện pháp nào đó, học cách bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu, nghĩa là nó cầm con dao trong tay, chẳng hạn như thế, và giấu tay ra phía sau. Như thế này gọi là đánh bật. Đánh bật, làm lại nào. Nếu như thế này, cho dù là tôi tóm được tay nó, thì con dao vẫn xuyên vào đây, phòng thủ như thế này không hiệu quả.
Thứ nhất là né sang một bên, tốt nhất nếu làm được, và đánh bật tay hắn ra, vô hiệu hóa khả năng kiểm soát con dao của hắn. Tại sao điều này lại quan trọng? Nếu tôi chỉ đánh vào tay, tôi đánh chưa đủ mạnh, con dao vẫn đâm chúng tôi. Nếu tôi chỉ né sang một bên, ở đây nó có thể cắt ngang bụng tôi như thế này. Cho nên tôi cố gắng đánh bật tay hắn sang một bên. Ngay này, tôi rất háo hức muốn thử. Vâng, làm từ từ thôi nhé, đâm từng phát một. Tôi làm như vậy có đúng không? Né sang một bên. Tiếp tục nào. Vâng, đây cơ bản là ổn. Tiếp tục, bằng cả hai tay nào. Bởi vì chúng ta không biết trước là nó sẽ dùng tay nào. Tốt nhất là... Vâng, đánh xong và quay đầu lại rồi bỏ chạy luôn. Còn không thì làm như thế này. Chúng ta đã tập ban nãy. Vâng, có thể lấy một loại vũ khí tự vệ nào đó mà chúng ta mang theo. Dima, sẽ lấy con dao ra. Vâng, như thế này. Dima, một, giơ con dao ra. Tôi làm như thế này. Ồ, vâng, thôi nào. Và đây cũng là một phương án. Thế thôi mà, đó cũng là một lựa chọn. Nếu như các bạn bị tấn công bằng dao, phương án tốt nhất đó là bỏ chạy. Kirin làm khá tốt đấy, nghĩa là anh ấy thực hiện được động tác cơ bản đỡ đòn, di chuyển cơ thể né sang một bên, động tác khá ổn và đẹp. Tất nhiên, đó là khi anh ấy có khoảng cách, khi Dmitry làm chậm, và con dao cũng không phải là một con dao thật. Còn trên thực tế, thì câu chơi không phải kiểm chứng điều này. Từ thô sơ đến hiện đại, nguyên lý hoạt động và uy lực, kỹ năng sử dụng và nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đường Ngắm Chuẩn. 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Kiến thức là sức mạnh. Do đó, môn thể thao đấu dao sẽ giúp chúng ta biết cách di chuyển và phản ứng khi chúng ta bị uy hiếp bằng dao. Đấu dao là một môn thể thao đối kháng sử dụng các kỹ năng của võ thuật tay không. Trong đó, sử dụng các dụng cụ mô phỏng thay cho các con dao thật. Song song với đó, còn có các khóa học tự vệ. Kỹ thuật đấu dao đó là các kiểu đâm, chém, đỡ, bắt khác nhau cùng với một số kỹ năng khác. Một con dao không thuộc vào danh mục vũ khí lạnh theo quy định của luật pháp Nga. Sẽ là một dụng cụ cầm tay, giống với chẳng hạn như chân ghế hoặc cành cây, thứ mà chúng ta có thể sử dụng để tự vệ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý là khi sử dụng dao, rất dễ xảy ra trường hợp tự vệ quá giới hạn. Lúc đó, chúng ta sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm hình sự. Các kỹ năng đấu dao sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành động của đối phương. Tuy nhiên, dùng dao để tự vệ khi bị tấn công bằng dao thì về cơ bản chúng tôi khuyến cáo là không nên. Để hạn chế tối đa thương tích cũng như cứu sống bản thân trong những tình huống nguy hiểm khi bị kẻ xấu tấn công bằng một con dao nhỏ, tôi sẽ hướng dẫn một khóa học cấp tốc. Nhiệm vụ tiên quyết trong những tình huống như vậy là tập trung vào tay đối thủ, nghĩa là tập trung vào tay mà đối thủ đang cầm dao. Hãy chỉ cho chúng tôi. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem. Khi hạ được nó, vâng, tối đa là 2 lần. Vâng, thì chúng ta có thể đánh rơi con dao của đối thủ. Nghĩa là thế nào là thể thao đấu dao? Hãy xem nó trông như thế nào. Xin mời. Nghĩa là chúng ta hành động, lúc này có vùng giới hạn. Lúc này chúng ta chỉ tập trung đánh vào tay và thân người. Chúng đòn lần thứ nhất, mặc dù va chạm là không mạnh, nhưng thương tích khả năng cao là vẫn có. Vâng, trên thực tế, việc này có thể diễn ra rất lâu. Sergei và Dmitry đã biểu diễn một tình huống của môn thể thao đấu dao. Đối với các vận động viên kinh nghiệm, một trận đấu như thế này có thể kéo dài rất lâu. Và bây giờ, vừa hay anh có thể thử được rồi đấy. Ồ, vậy. Chúng tôi sẽ giới hạn thời gian. Chúng ta sẽ chỉ tập trung đánh vào tay thôi nhé. Vâng. Anh đánh trúng tôi rồi đấy. Võ nghệ của anh cao cường hơn tôi. Tôi cũng đã thử một cuộc đấu dao. Tất nhiên,
Nhiệm vụ được đơn giản hóa đi rất nhiều, chỉ ra đòn vào tay của nhau. Trên thực tế, mọi thứ không hề đơn giản. Tôi, nói theo ngôn ngữ chuyên môn, đã trúng đòn ngay những giây đầu tiên. Nói chung, về cảm giác, một cuộc đấu giao cũng giống như một trò chơi đuổi bắt vậy, tuy nhiên, nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kết luận điều gì khi nhìn vào kho vũ khí này? Tôi chỉ có một kết luận duy nhất, đó là chạy thật xa khỏi những con dao. Như vậy, chúng ta đã nhận ra rằng một trong những thứ vũ khí tấn công nguy hiểm nhất ở cự ly gần chính là những con dao làm bếp thông thường. Thế nhưng, bên cạnh những con dao, ngoài đường rất hay gặp những tình huống người ta sử dụng các loại vũ khí có thể tấn công từ cự ly xa hơn, chẳng hạn như gậy bóng chày, gậy, và thậm chí những chiếc rựa. Rựa là một loại dao lưỡi dài và rộng, chúng thường được sử dụng ở châu Mỹ Latin và các nước nhiệt đới khác để thu hoạch mía. Chúng còn được sử dụng khá phổ biến trong các cuộc nội chiến trước đây, cũng như trong các cuộc ẩu đả đường phố như một loại vũ khí cận chiến. Dựa cũng không thuộc vào danh mục vũ khí vì nó rất mỏng. Chẳng hạn ở đây, chúng ta có một dựa Brazil được làm từ thép rất mỏng. Nhưng nó hợp pháp đúng không? Vâng, hoàn toàn hợp pháp. Anh cần phải hiểu rằng anh có thể đụng nó với những thứ này. Nghĩa là tôi có thể bị tấn công bằng những thứ này. Hoàn toàn chính xác. Vâng, thế là xong. Và thứ này là vũ khí cho phép sử dụng đấy. Một chiếc dựa rất thông thường, thế nhưng nó có thể chặt đôi khối thạch một cách đơn giản. Một viên đạn có thể không xuyên hết được nó. Còn ở đây, với chiếc dựa này, chỉ một nhát thành hai mảnh luôn. Không quá khó để chiếc dựa có thể chặt đôi khối thạch đạn đạo. Một thứ gì đó khó khăn hơn, cứng hơn thì sao? Hãy thử bằng một quả dưa hấu nhé. Một ý tưởng hay đấy. Nó thật đẹp, thật ngoạn mục và thật ngon. Thôi, tốt nhất là né sang một bên. Tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu nhé. Dịch ra sao chút nữa. Không nhớ tôi lại va vào anh. Chiếc dựa đã cắt đôi quả dưa hấu thành hai nửa, để lại một mặt cắt phẳng lì. Đây thực sự là một loại vũ khí rất nguy hiểm, thế nhưng nó cũng có điểm yếu. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cách bảo vệ khỏi những loại vũ khí dài như thế này, cho dù đó là chiếc dựa, gậy hay gậy bóng chày. Khi sử dụng vũ khí dài, thì có giai đoạn lấy đà chuẩn bị và giai đoạn ra đòn. Lúc này tốt nhất là không tấn công. Và giai đoạn lỡ đà, vâng, và lúc này chúng ta có thể tấn công phản đòn. Có hai thời điểm mà chúng ta có thể ra đòn, đó là lúc đối phương lấy đà. Nó có tác dụng nhất định đấy, hoặc tương tự như thế, lấy đà, tấn công. Và lúc này tôi phản đòn, chẳng hạn như thế này, tôi đánh vật hắn ra. Những giai đoạn này cơ bản là giống nhau, làm lại nhé. Dứt khoát, đừng sử dụng những động tác phức tạp. Nếu được, tôi cũng muốn thử. Xin mời. Hoặc là tấn công ở giai đoạn đối phương lấy đà, hoặc tương tự, vâng. Như thế là tốt đấy. Như thế hoàn toàn đúng. Anh hài lòng không? Tôi rất hài lòng, thật sự đấy. Vâng, tuyệt lắm. Hôm nay chúng ta đã được học cách sử dụng trang phục của mình như một loại vũ khí phòng thân. Bên cạnh đó, cũng được làm quen với một số kỹ thuật của bộ môn đấu giao hơi khác thường này. Trong bất cứ trường hợp nào, những kiến thức và kỹ năng học được cần phải sử dụng kết hợp với đầu óc. Và phải nhớ là, vượt qua giới hạn tự vệ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho mình, cần phải luyện tập một cách chuyên nghiệp và theo dõi chương trình của chúng tôi. Luyện phản xạ hay tập chạy thật nhanh, lựa chọn của các bạn. Điều quan trọng nhất là không để mình rơi vào những tình huống buộc phải sử dụng những kỹ năng này. Hãy nhớ rằng, kỹ năng sử dụng vũ khí thành thạo không bắt đầu ở đôi tay, mà bắt đầu với cái đầu. Tới đây, chương trình đã tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.